Xin chào các bạn đã đến với thế giới Doraemon và ác tử Conan. Đây, thế giới Doraemon và Conan, thám tử lừng danh Shinichi. Nè. Đây là gì? Nhân vật gì? Doremi. Em của Doraemon. Khi nào mình ngoan thì mình mới được mua Doremi đấy nè các bạn này. Khi nào các bạn ngoan thì các bạn sẽ được mua tặng quà. Thấy chưa? Đây, đi. Đây là cái nón của thám tử lừng danh. Cái nón hai đầu. Đúng rồi. Nào quay lại các bạn coi nè. Nón hai đầu. Con hãy nói khẩu hiệu đi. Tôi là Conan, thám tử lừng danh. Bắt đầu. Tôi là Conan, thám tử lừng danh. Thám tử lừng danh đây. Conan. Và tôi đi mua nữa. Đẹp này. Doraemon đâu? Bạn sao có mê Doraemon không? Doraemon. Cái mũi nè. Cái mũi Doraemon nè, màu đỏ nè, đẹp quá. Đôi đội nón nhảy dù. Thế gì ăn mừng nè. Cái này là Luffy hả? Luffy thế gì ăn mừng. Tất cả mọi người ăn mừng luôn. Ok.